Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kênh Của Chú. Kính mời các bạn đến với chuyên mục Những Thứ Học Và Ứng Dụng Vào Đời Sống. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ và mang đến các bạn chủ đề mới. Và đây chính là tướng tai của một bạn đã gửi cho mình qua trang fanpage. Nói một cách chính xác hơn, đó chính là tướng tai của một anh đã gửi cho mình. Sở dĩ hôm nay mình phân tích cái bàn tay phải của một người đàn ông là bởi vì nó có cái nguyên nhân của nó. Thường thì trước đây mình thường hay phân tích là nam tay trái, nữ tay phải, đó là cái nguyên tắc chung. Nhưng mà thực sự khi mà phân tích kỹ thì chúng ta cần phân tích cả hai lòng bàn tay. Bởi vì cho dù tay trái hay tay phải thì nó cũng là một cái phần liên quan tới cái vận mệnh của chúng ta. Do đó ở cái góc độ về chia sẻ những thứ học, thời gian vừa qua mình chỉ phân tích và chia sẻ ở cái tay một bàn tay vì không có đủ thời gian. Nhưng mà với cái bàn tay ngày hôm nay của một anh đã gửi cho mình thì nó có cái nguyên nhân của nó là bởi vì cái tướng tai này nó có chứa đựng một cái sự phúc khí rất lớn ở trong đây. Mà nếu như mà các bạn có khai trương mở quán hoặc là khai trương thành lập công ty, vân vân, nói chung là làm một cái gì đó mà nhờ người này đến khai trương thì chỉ có rước lộc vào nhà, giống như là ông thần tài như vậy. Một số người thì khi mà người ta khai trương ấy, thì có thể nhờ cái đội múa lân, đội trống, ông thần tài, thổ địa, vân vân, đó là một trong những cái phong tục tập quán từ xưa đến giờ. Nhưng mà thực sự mà nói, những người có tướng tai như thế này thì họ là một người có thể nói mang lại cái sự may mắn, mà đặc biệt là nhân cái ngày khai trương. Và nó có dấu hiệu như thế nào thì mình sẽ phân tích ngay sau đây để các bạn có thể cùng chia sẻ và chiêm nghiệm nó. Trước tiên chúng ta sẽ phân tích cái tổng thể. Cái bàn tay của anh này chúng ta thấy rất mập mạp và đầy đặn, cho thấy đây là một người có sự quý tướng. Và thậm chí đây là một bàn tay có thể nói là sinh khí. Bàn tay sinh khí tức là cái bàn tay nó hội tụ nhiều cái đặc điểm tốt ở trong đó. Mà cái đặc điểm tốt đó nó sẽ là mang lại cái vận may cho mình, và cái vận may luôn đối với những người khác mà họ tác động đến. Và chúng ta thấy mặc dù cái tướng tay này là ở cái thời kỳ trẻ đó, họ cũng có nhiều cái sự vất vả, có cái sự gian truân ở trong đó. Nhưng mà từ thời kỳ trung niên trở đi thì chúng ta thấy rõ ràng là cái thời vận của anh ta nó bắt đầu nó đi lên một cái chiều hướng tích cực. Cái nhược điểm của cái người này đó chính là cái sự nóng tính, và đôi khi nó cũng hơi cọc lóng, cọc tính một tí xíu. Và chúng ta thấy cái gò quả tinh dương thứ nhất, cả ngón cái này nó rất to, cho thấy đây là một người có cái sự quyết tâm rất cao ở trong cái cuộc sống của họ. Người này mà đưa ra quyết định gì rồi thì họ cũng sẽ rất khó thay đổi được, bởi vì họ rất kiên định với cái mục tiêu của mình và tự tin. Những người mà đầy đủ cái phước thì họ làm việc gì cũng rất tự tin, không có cái sự đắn đo, bởi vì họ cảm giác mình làm như vậy là đúng. Tuy nhiên cái nhược điểm nữa là chúng ta thấy về cái mối quan hệ giao du của người này rất ít. Họ thường là có một cái lối sống khép kín, thu mình vào bên trong chứ không muốn mở ra bên ngoài. Đây không phải là một cái người mà họ keo kiệt, mà họ thu mình vào bên trong, tức là họ tìm kiếm cái sức mạnh nội tại bên trong chứ không phải vướng mắc mong cầu gì ở những cái thứ bên ngoài. Cho đó những người này là họ có một sức mạnh nội tâm rất lớn. Và chúng ta phân tích tiếp về cái tướng tai này, chúng ta thấy là hầu như không thấy cái khe hở. Nó cũng cho chúng ta biết rằng đây là một người có khả năng quản lý về tài chính, có khả năng quản lý về tài chính. Tuy nhiên những người này thường là khi mà họ không chi tiêu thì thôi, nhưng mà một khi chi tiêu thì họ sẽ chi tiêu một cách rất là triệt để, tức là làm một cái gì đó cho nó đến nơi đến chốn, nó đúng cái giá trị của nó, chứ không phải là làm nó hơi hợt hoặc là làm gì bỏ ra cho có. Đây cũng chính là một trong những cái nhân tố để mà giúp cho anh này có được cái cảm tình của người khác. Và chúng ta phân tích tiếp về cái đường chỉ tay thì chúng ta thấy rằng là người này có một cái đường trí đạo. Chúng ta thấy cái đường trí đạo rất dài. Những người có đường trí đạo như thế này thì rõ ràng họ rất thông minh nha các bạn, rất thông minh. Họ nói một mà biết hai, biết ba, thậm chí biết hơn như thế. Cái trực giác của họ cũng rất mạnh, cái linh tính của họ cũng rất cao. Ta thấy đây cũng là một trong những cái đường trực giác, đường sức khỏe của người ta, chứ không có. Đây là một trong những đường chỉ tay rất tốt, nó thể hiện cái sự thành công
Nhiều khi chúng ta chỉ cần nhìn vào cái đường trí đạo thôi, chúng ta sẽ biết được cái sự thành công của người đó rồi. Đường trí đạo nó thể hiện cái trí, tức là cái sự thông minh nhạy bén, trí khôn của một người. Con người ta hơn nhau ở cái trí khôn mà. Cho nên cái trí nó sáng thì nó sẽ rất tốt. Tuy nhiên cái sự thành công nó còn, mặc dù nó còn phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác, chẳng hạn như cái phúc và cái đức của họ nữa. Tuy nhiên cái đường trí đạo nó cũng giống như là một cái đèn pin vậy. Nó chính là cái ngọn cờ, một ánh sáng nó dẫn đường đi trước. Cộng thêm một người mà có đầy đủ phúc đức thì cái khả năng thành công của họ rất cao. Cho nên cái đường trí đạo này nó đóng vai trò rất quan trọng. Và chúng ta phân tích tiếp về cái đường sinh đạo. Chúng ta thấy cái đường sinh đạo của anh này nó có một sự đứt quãng, và nó cũng không phải là một cái đường sinh đạo nó xuất phát từ ở cái đầu đường, cái gò mộc tinh, cho thấy rằng cái thời thiếu niên, thời nhỏ của anh ta cũng là một người cơ cực, không được cha mẹ thương yêu chiều chuộng như bao đứa trẻ khác. Và cái thời kỳ từ năm ngoài 40 trở đi thì chúng ta thấy rõ ràng sức khỏe nó cũng có sự suy giảm. Tuy nhiên cái đường sức khỏe này nó không phải tới đây, mà nó có một cái sự may mắn, đó chính là nó sự có một cái sự kết nối với cái đường định mệnh. Cái đường định mệnh, hay nói cách khác nữa là cái đường định mệnh và cái đường sinh đạo nó nhập lại thành một. Cái này nó cho biết được rằng có một cái sự gia tăng về cái sức mạnh và cái gia tăng về cái tài vận của anh ta từ những năm ngoài 40 trở đi. Đối với tướng tài này thì có thể nói rằng anh này rất thích hợp với việc đầu tư kinh doanh và bất động sản. Trong cuộc đời của anh ta cũng có thể nói là một người khá chịu nhiều cái thiệt thòi, và thậm chí có 2 lần thất bại trong cái việc đầu tư kinh doanh. Và chúng ta thấy được rằng cái đường tâm đạo nó thể hiện rằng một cái đường tình cảm nó cũng không được im xuôi cho lắm. Ở những cái thời kỳ ở năm 29-30 tuổi thì có một cái sự trục trặc trong cái chuyện tình cảm, tuy nhiên nó cũng đã vượt qua. Và một trong những cái điểm quý tướng nữa, chúng ta sẽ thấy rằng anh này có khả năng sở hữu về đất đai và bất động sản. Chúng ta thấy các cái gò này rất cao. Các cái gò này nó thể hiện cái công danh sự nghiệp, đường tài vận, cái sức khỏe, cái vận mệnh và đất đai điền sản của mình. Các gò nó nhiêu cao đầy đặn là một người có quý tướng. Và một trong những cái đặc điểm nữa để cho thấy được rằng anh ta là một người cái phúc tướng, thì các bạn biết trên lòng bàn tay của này có một cái chữ ít như thế này. Có một cái chữ ít và nó kết hợp ở trên cái gò mộc tinh của này có một cái đường thượng thăng. Đây là 2 cái dấu hiệu nó thể hiện cái sự quý tướng của một người. Tại vì sao mà mình nói rằng đây là một người mà nếu như mà các bạn nhờ người này đứng ra khai trương, chỉ cần họ chúc một cái lời chúc tốt đẹp, hoặc là thắp một nén nhang để cầu xin tài lộc, hoặc là thậm chí chúc cho cái công ty cái người đó có thể làm ăn phát đạt, thì cái lời chúc đó nó có thể mang đến sự may mắn cho các bạn. Bởi vì những người có chữ ít như thế này thì rõ ràng họ là một người có cái trực giác, có cái khả năng tu tập và có một cái uy đức rất lớn. Những người mà có uy đức thì các bạn biết rằng đôi khi trong cuộc sống chúng ta không có cái tài năng như người khác, nhưng mà một người nào đó đã có một cái sự uy đức. Uy tức là cái uy quyền, cái quyền lực. Cái đức tức là cái đạo đức, cái nhân phẩm, cái nhân cách của người ta. Nói một cách khác, để có sự uy đức thì người này phải có một cái quá trình mà họ tu dưỡng, rèn luyện cái đạo đức, cái nhân phẩm để mà có được cái sự uy đức đó. Và đôi khi những người mà không có cái tài năng mà họ có uy đức thì họ có thể lãnh đạo, hoặc là họ có thể làm vua chúa, bởi vì họ có cái uy đức. Và một người mà họ có uy đức thì có thể khi mà họ nói một cái điều gì đó thì cái lời nói đó có thể trở thành cái sự thật ngay. Bởi vì xung quanh ta còn có những cái bậc thánh, họ luôn luôn ở xung quanh chúng ta. Chỉ cần những người mà có uy đức này mà phát nguyện thì những cái bậc thần thánh đó họ sẽ nghe được, cảm được và cảm cái sự uy đức từ sự tâm tâm của người đó, thì có thể họ sẽ giúp cho cái lời cầu nguyện, cái lời ước nguyện của anh ta có thể trở thành sự thực. Bàn tay chữ ít là bàn tay, nó là một cái bàn tay rất đặc biệt. Không phải nó đặc biệt bởi vì nó tốt hoàn toàn, đương nhiên nó cũng có cái xấu trong đó.
Tuy nhiên cái bàn tay chữ X là một người có một cái căn duyên nào đó, họ đã cũng đã từng có cái khả năng tu tập, cho nên họ mang theo cái phước nghiệp đi theo. Và cái bàn tay chữ X này là rất ít có người có. Tuy nhiên nó cũng là một cái tượng trưng cho một cái phẩm chất, một cái nhân phẩm, cái phẩm hạnh nào đó, để cho thấy cái người đó có cái tiếng nói, có cái trọng lượng ở trong cuộc sống. Không phải là cái lời cầu nguyện của chúng ta không có cái khả năng linh ứng đâu, mà tùy thuộc vào cái người đó có cái hào quang, có cái nhân phẩm hay không. Chúng ta nhìn vào một cái đàn kiến, chúng ta thấy có rất nhiều cái con kiến trong đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta sẽ nhìn được một vài cái con kiến mà nó có cái điều gì đó nó đặc trưng, nó khiến cho chúng ta phải nhìn vào nó, quan sát nó, mà con kiến nó không biết rằng chúng ta đang quan sát nó. Cũng giống như vậy, ở trên chúng ta có rất nhiều cái bậc thánh và con người chúng ta thì rất đông, cho nên các bậc thánh không thể nào mà quan sát hết được, mà họ chỉ nhìn vào những người nào mà có cái tố chất, có một cái phẩm chất nào đó riêng, có một cái hào quang nào đó phát quang ra, thì họ sẽ theo dõi và có thể những cái lời cầu nguyện đó sẽ linh ứng ngay. Cho nên với những cái tướng tài như thế này thì có rằng là bàn tay này có cái năng sinh khí rất tốt, và họ cũng có thể đầu tư vào đất đai, bất động sản cũng rất thành công. Tuy nhiên nếu như bạn người đây có biết cái sự khiêm hạ và có một cái sự gọi là không bớt kiềm chế cái tính nóng nảy, thì cái sự tu tập của mình sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn, và dần dần nó sẽ phát huy cái chữ X này. Cho nên trong gia đình các bạn, hoặc là người nào có bàn tay chữ X, thì nếu như các bạn khai trương thì hãy nhờ người này, thì chắc chắn họ sẽ mang lại cái tài lộc và một cái sự may mắn đến cho tất cả các bạn. Và hy vọng qua cái bài phân tích này sẽ giúp cho này có nhiều cái khám phá hơn về lòng bàn tay, và cũng như là giúp các bạn có một kiến thức mới về cái bộ môn nhân tử học, ứng dụng của nó trong đời sống. Và mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.